Thư viện là một nơi lý tưởng để học hỏi, mơ mộng và trưởng thành. Trẻ em vào thư viện để tìm những chuyện hấp dẫn để đọc. Ở đây các em có thể được giúp đỡ làm bài tập hay tham dự các chương trình đặc biệt như giờ kể chuyện. Rồi nó có màu gì đây? Nó đang mặc cùng gì màu gì? Thư viện có những giờ kể chuyện cho các em bé, các em mới tập đi và các trẻ em học lớp mẫu giáo. Một vài thư viện có những giờ kể chuyện bằng song ngữ đặc biệt dành cho những di dân trong cộng đồng. Trong giờ kể chuyện, nhân viên thư viện trao đổi sách, câu chuyện và những sinh hoạt vui nhộn với các trẻ em. Nghiên cứu cho biết những giờ kể chuyện hay những chương trình tương tự sẽ giúp con em quý vị học tập tốt tại trường học và giúp khuyến khích các em yêu thích đọc sách suốt cả đời người. Chương trình đọc sách trong mùa hè là cách tốt nhất để giúp tất cả các trẻ em trở thành người đọc sách giỏi. Để tham gia, các em phải theo dõi thời gian bỏ ra để đọc sách và được giải thưởng của thư viện trong suốt thời gian đọc sách. Những người thích đọc sách trong lúc niên thiếu sẽ thành công trong trường học và ngoài đời. Những thanh thiếu niên sử dụng thư viện để học tập và giao tiếp với bạn bè. Rất nhiều học sinh tụ tập tại thư viện sau giờ học để cùng nhau làm bài tập, đọc sách hoặc sử dụng máy computer. Thư viện cũng có những chương trình dành cho gia đình, gồm có những buổi văn nghệ mà chúng tôi nghĩ quý vị sẽ ưa thích. Thư viện cũng là nơi dành cho người lớn. Có rất nhiều chỗ đầy đủ tiện nghi cho các quý vị người lớn có thể ngồi xuống nghiên cứu hoặc thăm viếng. Có rất nhiều sách và tạp chí dành cho người lớn để đọc, kể cả những tài liệu đặc biệt dành cho những người tập đọc tiếng Anh. Những chương trình đặc biệt dành cho người lớn cũng rất phổ biến tại thư viện. Những chương trình này bao gồm từ buổi hòa nhạc đến buổi thảo luận nhóm nhỏ. Cũng có những phiên họp nhẹ nhàng dành cho những người muốn thực hành tiếng Anh hoặc chuẩn bị để thi vào công dân Mỹ. Tại nơi thư viện, luôn luôn sẽ có một điều gì đó dành cho quý vị.